Hôm nay là chúng ta ngày đầu của năm 2023. Thì quý vị có mặt đầy đủ ngày hôm nay. Một số vị thì cũng đi thăm gia đình, người thân cho nên không có mặt. Thì giờ này quý vị chúng ta đã tụng kinh cầu nguyện xong. Giờ này chúng ta sẽ học tiếp cái pháp cú. Thì thưa quý vị là hôm nay chúng ta sẽ học bốn cái pháp cú một lần luôn. Là 37, 38, 39, 40. Phật dạy, Phật nói một lần bốn câu như vậy. Thì đó là cái bài bộ pháp cú mà chúng ta học lâu nay. Thì hôm nay chúng ta học bốn câu. Thì pháp cú này để cho chúng ta thấy rằng một điều là Ngài Mục Kiền Liên là một vị thần thông, nhưng nghiệp lực cũng phải phải trả, nhưng mà trả một cách rất là tự tại. Ngài Mục Kiền Liên, thưa quý vị, là một hôm có một cái nhóm ngoại đạo á, họ ngồi họ bàn tán, họ nói không biết Đức Phật này nguyên nhân gì mà sao được người ta cúng dường nhiều quá mà mình không ai cúng. Tức là họ ngồi họ thắc mắc với nhau á, họ nói sao bao nhiêu thí chủ giàu có toàn là đại gia thứ dữ tới cúng dường Đức Phật mà cúng quá trời luôn, còn mình cũng tu nhưng mà tại sao không ai cúng? Thì nguyên nhân tại sao có ai biết không? Thì lúc đó có một vị trong cái nhóm mà ngoại đạo đó, họ mới nói tôi biết có một người, tức là ai quý vị biết không? Đó là Mục Kiền Liên, do vị này có thần thông đi lên trên trời hỏi, hỏi là nguyên nhân tại sao mà được 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 sung sướng được sanh về cõi trời. Thì người ta mới trên trời mới chỉ làm vậy làm vậy làm vậy cho nên mới được sanh về cõi trời. Rồi Ngài Mục Kiền Liên lại xuống địa ngục hỏi nguyên nhân vì sao phải đọa xuống địa ngục. Thì họ cũng nói tại vì làm ác làm xấu này kia mới bị đọa địa ngục. Thì cứ tức là làm tốt thì được sanh cõi trời, làm xấu được. Nhờ biết như vậy cho nên Ngài Mục Kiền Liên về nói cho các vị thí chủ á, họ nghe thì họ mới thấy rằng cúng dường Đức Phật là được phước nhiều, được sanh về cõi trời. Cho nên là họ bao nhiêu họ cứ đem tới họ cúng dường cho Phật. Thì lúc đó những người ngoại đạo họ mới bàn với nhau, họ nói rằng vậy bây giờ mình giết cái ông Mục Kiền Liên đi là hết có người, tức là không còn ai để mách bảo người ta cúng dường cho Phật nữa. Tại vì vì Mục Kiền Liên về nói nhiều, nói khen ngợi như vậy cho nên là người ta mới cúng Phật nhiều. Tôi bây giờ chỉ có giết Ngài Mục Kiền Liên là được, là người ta hết cúng cho Phật, người ta sẽ quay qua ta cúng cho mình. Thì họ bàn như vậy và họ đã dùng tiền cũng hơn 1.000 đồng và họ mướn những người cướp, tên cướp để mà giết giết Mục Kiền Liên. Thưa quý vị, 2 tháng đầu tiên những tên cướp này nó canh ở ngay cái hang động gọi là động Hắc Thạch của Ngài Mục Kiền Liên ở đó, nó canh và Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông đi qua chui ra bay ra khỏi những cái lỗ lỗ khóa đó đi ra khỏi, cho nên nó canh nó bắt cỡ nào cũng không được. Một lần Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông bay trên từ nóc bay lên trời luôn, họ bắt cũng được. Tháng thứ ba Ngài Mục Kiền Liên mới quán thấy rằng nghiệp quả tới lúc phải trả, không thể dùng thần lực của mình mà để trốn nữa, để tránh nữa, cho nên Ngài chấp nhận trả. Và lúc đó họ đã bắt được Mục Kiền Liên và họ chặt tay chân, họ xé ra, họ họ đánh đập cho xong rồi họ bỏ đi. Thì lúc đó Ngài Mục Kiền Liên mới dùng cái định lực của mình để ráp lại những cái tay chân và đến gặp Đức Phật và đảnh lễ Đức Phật, cho con đảnh lễ Đức Thế Tôn một lần cuối trước khi con nhập Niết Bàn giống như Ngài Xá Lợi Phất. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng ngươi hãy tụng những cái bài pháp kệ, những cái bài pháp cho ta nghe trước khi ngươi nhập Niết Bàn. Thì sau đó Ngài Mục Kiền Liên bay lên trời và nói những cái pháp kệ cho Đức Phật nghe. Và sau đó khi quý vị là Ngài nhập Niết Bàn rồi đó, thì sau đó cái tin này lan ra khắp khắp đất nước và vua A Xà Thế biết được cho nên mới cho người đi tìm, đi lùng bắt được những tên mà cướp để giết người. Và là họ khai ra là những người ngoại đạo đó đã xúi họ, mướn họ, và cuối cùng bắt cả cả gần cả ngàn người, cả ngoại đạo lẫn những tên cướp đó, và đào một cái hố chôn họ xuống dưới và thiêu hủy chết hết. Thì thưa quý vị, thì lúc đó các vị mới tới gặp Đức Phật, nói tại sao Mục Kiền Liên lại gặp cái cảnh như vậy. Và họ làm
những người mà làm nghiệp quả như Ngài cho Ngài một kiền liên thì phải bị cái quả như vậy. Thì Đức Phật mới kể tiền kiếp Ngài một kiền liên. Cho nên quý vị thấy là cái gì nó không có nhân duyên nghiệp quả hết. Mới kể tiền kiếp Ngài một kiền liên là một người con trai rất là hiếu thảo với cha mẹ, không chịu lấy vợ, rất là hiếu thảo, lâm chăm sóc cha mẹ chu đáo lắm, rất là tốt. Nhưng bao nhiêu nghe lời cuối cùng cha mẹ nói riết thì vị này nghe cưới vợ. Khi mà cưới vợ về, quý vị, người vợ thì không có hiếu với cha mẹ, ngày nào cũng kiếm chuyện hết, canh một kiền liên đi rồi ở nhà giống như bày đồ ra tùm lum, rồi mượn cớ khi mà chồng đi làm về, mượn cớ nói thấy chưa, coi coi cha mẹ anh kìa, bày suốt cả ngày dọn sao cho nổi. Có nghĩa là kiếm đủ cớ nói riết, cuối cùng cái anh này ghét luôn cha mẹ ruột của mình, và một hôm là bỏ cha mẹ mình lên trên xe kéo đi, cho xe ngựa đánh đi, đánh kéo đi vào trong rừng. Khi mà vào rừng sâu rồi, ông mới nói rằng trước này tên cướp rất là nhiều cho nên cha mẹ cẩn thận, và ông trời tối ông nhảy xuống xe, ông giả bộ ông la lên giống như cướp đang tới vậy đó. Thì lúc đó cha mẹ cứ nói rằng con cứ chạy đi đi, để đây cha mẹ tự lo cho mình được. Lúc đó cha mẹ nằm trong cơn nguy kịch nhưng mà vẫn lo cho con. Thì lúc đó chàng thanh niên này mới giả mình là cướp, mới đánh đập cha mẹ chết và quăng ở trong rừng. Đức Phật nói vì cái nghiệp quả đó cho nên bao nhiêu kiếp đọa ở địa ngục, và dù hôm nay đã là người tu tập nhưng mà vẫn còn chịu một cái nghiệp quả như vậy. Thì quý vị thấy tại sao mà cái nghiệp sự tu hành nó không chuyển được, tại cái nghiệp này, cái tội này rất nặng. Ví dụ những cái tội nhẹ đương nhiên tu vẫn chuyển được, nhưng cái nghiệp mà giết cha hại mẹ là đọa vô gián địa ngục, tức là ngũ nghịch trọng tội đó quý vị. Quý vị còn nhớ cái ngũ nghịch trọng tội không? Thứ nhất là gì? Giết cha, giết mẹ, là gì nữa? Giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, rồi gì nữa? Chia rẽ tăng đoàn, tức là làm mất sự lục hòa trong tăng đoàn. Đó là cái năm tội rất là nặng mà hầu như là quý vị biết một kiền liên tu bao nhiêu kiếp rồi, và đã bị đọa trăm ngàn kiếp ở cõi địa ngục, rồi đọa những cái cảnh khổ đau, nhưng mà khi lên tu tập chứng quả giải thoát rồi nhưng vẫn trả cái nghiệp quả. Thì nhưng mà quý vị phải để ý, thì sau đó Đức Phật mới nói những cái bài kệ này thì để lát chia sẻ nói rõ hơn quý vị thấy tại sao cái người chứng quả rồi họ trả quả như thế nào, và nếu mình chưa chứng quả thì mình trả như thế nào. Thì Đức Phật mới nói kệ 137: dùng trượng phạt không trượng, làm người làm ác người không ác, tức là mình hại cái người thiện á, trong 10 loại khổ đau chịu gấp một loại khổ, tức là người mà thiện lành giống như Ngài một kiền liên, biết rằng đó là nghiệp quả, nhưng những người đó họ gây tạo đương nhiên họ vẫn chịu quả báo tiếp. Rồi 138 Đức Phật nói hoặc khổ thọ, đó 10 cái khổ này quý vị, hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay loạn ý tán tâm. 139 Phật nói hoặc tai họa từ vua, hay bị vua trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. 140 Đức Phật nói hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa thiêu, hỏa tai thiêu đốt, khi thân hoại mạng chung, ác tuệ sanh địa ngục. Tức là cái Đức Phật nói rằng không có nói tới nghiệp quả Ngài một kiền liên, nhưng mà nói những cái người mà ám hại người hiền giống như hại một kiền liên thì bị 10 cái nghiệp quả. Nhắc lại quý vị 10 cái này, thứ nhất là bị khổ thọ, bị cái khổ rất là nặng nề. Cái thứ hai là thân thể bị gì? Thương vong. Thứ ba là bị bệnh kịch liệt nặng nề. Thứ tư là tâm ý bị tán loạn giống như mình thần kinh bị bệnh điên khùng đó quý vị. Cái đó gọi là loạn ý tán tâm đó. Thứ năm là bị tai họa từ vua giống như hồi nãy. Đó, quý vị thấy những tên cướp đó là bị vua bắt đốt, hỏa thiêu đó. Thứ sáu là bị vua trọng tội, là bị tội trọng tội sẽ bị tu đày. Thứ bảy là bị gì? Ly tán, gia đình ly tán. Thứ tám tài sản bị nát tan. Rồi bị phòng ốc nhà cửa, bị tiêu tai, bị hỏa đốt cháy hết. Rồi khi thân hoại mạng chung thì sanh địa ngục. Đó là 10 cái khổ mà người hại người hiền. Thì thưa quý vị, cái này để mình nhắc lại một điều rằng là cái người mà chứng quả rồi, khi mà những cái nạn đến họ rất là tự tại,
Còn ví dụ quý vị ở đây mình mà bị chặt cái tay như Ngài Mục Kiền Liên, quý vị chịu nổi không? Không bao giờ chịu nổi, sẽ rất khổ. Quý vị đứt ngón tay một chút xíu thôi là đã gì? Đã khóc lên khóc xuống rồi, than lên thở xuống rồi. Nhưng mà cái Ngài Mục Kiền Liên, những người mà chứng đạo quả giải thoát ra, những cái chuyện nghịch cảnh đến với họ rất là tự tại. Vì tại vì đã thấy được cái thân này vô thường, đã không còn, đã vô ngã rồi, không còn chấp ngã nữa, cho nên chịu trả thì để trả cái quả đó thôi, nhưng mà ngài, các ngài rất tự tại. Cho nên mình thấy rằng, ủa tại sao các ngài còn bị như vậy, nhưng mà bị một cách thản nhiên tự tại, nhận đón nhận nó như là đón nhận một món quà gì đó thôi. Tại vì cái thân này là giả tạm, ngài chỉ trả cho cái thân này thôi, nhưng mà cái tâm thức ngài đã giải thoát rồi, không còn vướng nữa. Thì cái đó là cái chịu nghiệp quả của người. Cho nên quý vị thấy, chẳng hạn như vô tù cũng vậy, các vị có những số vị tu tập thiền sư, các vị ngộ đạo rồi, nhưng mà vì cái nghiệp quả họ cũng phải ở tù. Nhưng mà người tu chứng ngộ ở trong tù cũng giống như vậy, giống như sao quý vị, cũng giống như ở cực lạc không, bình thường rất là thản nhiên, những cái gì xung quanh họ đều không có gì làm khổ đau cho họ. Cái đó một điều rất là hay, rất là ý nghĩa. Cho nên với người trí là có bốn cấp bậc mà quý vị có thể học. Thứ nhất là khổ không than. Khổ không than là sao quý vị? Tại gặp mình cái gì mình khổ chút xíu là mình phải than, mình phải thở đủ thứ, mình than, mình vãn, mình rên rỉ. Thì cái đó chứng tỏ mình chưa có nội lực nhiều. Nói như vậy nhiều người hỏi vậy, con khổ con không được than với ai hết. Thì mình phải tùy người thôi. Chứ ai mình cũng than, riết người ta ghét. Tâm lý mà quý vị, người ta nhiều khi, những người mình phải biết, những người nhiều khi người ta đâu có quý trọng gì mình, mà mình cứ kể lể cái khổ của mình riết á, người ta coi thường. Mình khổ không than là vì người đó có cái sức chịu đựng, có cái nhẫn nhịn, có cái nhẫn, sức nhẫn trong đó, có cái nội tâm tu tập, cho nên khổ không than. Còn quý vị thường khổ có than nhiều không? Có đúng không? Mình chút xíu là mình đã than rồi, nóng lạnh chút xíu. Hoặc là nhiều khi ông chồng bà vợ con mình làm chút xíu nói trời ơi trời, sao gặp ông chồng khổ quá, sao gặp bà vợ gì mà khó chịu quá, sao gặp mấy đứa con nhìn chút xíu là chúng ta đã than rồi. Nhưng mà cái người trí, mà cái người có nỗ lực tu tập là khổ không than. Chúng ta có thể tâm sự chia sẻ để vơi bớt, nhưng mà tùy người chúng ta làm thôi. Chứ còn gặp những người là lạ thân quen, gặp bất cứ ai họ cũng nói được hết. Dù người đó không biết là có hiểu họ hay không, có quý họ hay không, mà họ không cần biết, cứ gặp là họ than thôi, cứ gặp người là họ than, thì cho thấy đó là cái nội lực chưa có. Cho nên ở đây mình phải tu tập, mình học cái pháp này của những cái bậc trí có nội lực tu tập, tức là mình phải chịu, có cái sức nhẫn nhịn, nhẫn nại chút xíu, chúng ta không than khổ. Rồi cái thứ hai là gì? Sướng không khoe. Là sao quý vị? Tức là mình được những cái hạnh phúc, được những cái giàu có, được những cái thành công, thành tựu, chúng ta không khoe khoang. Tại vì họ thấy cái đó là một cái sự đến đi trong cuộc đời thôi, họ không có khoe nhiều. Mà nếu với cuộc đời này quý vị khoe nhiều thì sao? Dễ bị đố kỵ ganh tị, tức là làm mất niềm vui của người khác nữa. Nếu chúng ta đem đi khoe nhiều, quý vị nói không, nhà tôi bây giờ của cải chắc mấy triệu đô rồi, thì thế nào có người khác họ cũng nói sao, bộ ý có mấy đồng tiền làm dữ vậy, cái tự nhiên làm cho người khác họ cũng không vui. Cho nên nếu mà người có thực lực, có thực sự, có giàu thiệt, hoặc là có cái nội tâm tu tập, họ ít có đi khoe lắm. Cho nên mình thấy có hay không có gì, mình vẫn coi đó chỉ là một cái vật chất trong cuộc đời này, để mà cuộc sống này trang trải cuộc sống thôi. Để mình, cho nên mình càng khoe nhiều là mình càng dễ bị những cái gì ma chướng nó phá mình. Tại vì sao? Những cái tham lam đố kỵ ganh tị, họ thấy mình hơn người, họ những đó là những cái ma quỷ đó, sẽ phá mình. Cho nên quý vị nếu biết muốn được bình yên thì mình bớt cái khổ không than, sướng giàu không không khoe. Cái thứ ba là gì? Có ai nghĩ ra được cách gì không? Làm sao quý vị? Tức là mình gặp những cái hoạn nạn, mình không có giống như gặp những cái khổ đau, những cái hoạn nạn, mình không có bị giống như dùng cái từ gì ta, không có lao đao lao sao, không có xôn xao, không có hoảng loạn, không hoảng loạn. Quý vị gặp một cái khổ mà thấy mình bất an là mình thấy có người mình không có yên được, mình không có định tâm được,
Gặp cái gì khổ tới là quý vị không làm gì được hết, thì chứng tỏ nội tâm mình chưa có. Khổ quý vị để qua bên giải quyết sau. Cái chuyện khổ nó tới, nó vẫn tới, quý vị vẫn có cái sự xốn xang chút xíu trong lòng, nhưng mà mình cất được nó nằm một bên đó đã. Mình việc gì đến mình giải quyết trước, còn cái đó nó sẽ đến. Thì chúng ta, đó là quý vị có được cái nội tâm tu tập. Giống như cái này là ngày một kiền liên này quý vị. Gặp cái nạn không có bị loạn tâm. Còn mình thì sao quý vị? Bị chút xíu trong gia đình là quý vị rối lên liền. Là mình rối, mình làm rộn lên liền. Thì cái đó cho thấy rằng là mình chưa có cái sự tu tập. Bất cứ những cái chuyện gì xảy ra trong cuộc đời này, những cái chuyện khó khăn, nếu quý vị vững được tâm, những cái hoạn nạn dù nó xảy đến bất ngờ cho mình, nếu quý vị đúng, quý vị rất bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt, là người đó luôn luôn có cái sự chánh niệm, có cái nội lực, có cái chánh định, chánh niệm, chánh định. Ở đây quý vị có ai có cái chánh định đó không? Chưa có hả? Có chút chút cũng được đúng không? Chứ đúng gì cái là la sùm lên liền, chưa kịp gì là la lối sùm. Là mình biết rằng lúc đó mấy quý vị nào mà la, quý vị nhắc dùm. Quý vị nói bình tĩnh lại, chánh niệm, chánh định lại. Quý vị nhắc. Thì cái đó là những cái cách mà để mình học. Mình học từ những bậc mà bậc trí, những cái bậc thánh. Nếu quý vị làm được như vậy, có thể mới bước xa được, mới tiến lên được, cuộc đời mình mới vững được. Cho nên quý vị thấy cuộc đời mình đừng có đổ thừa tại ai, tất cả là mình thôi. Cho nên có một cậu học trò này bây giờ là nổi tiếng, là người chế tác gì đó mà quên cái tên rồi. Mà thưa quý vị, học hỏi một vị giáo sư. Vị giáo sư đang giảng nói rằng ông trời có thể sanh ra con người, người tốt, và cũng có thể làm cho con người trở nên xấu. Cho nên ông nói khẳng định một câu là ông trời là xấu chứ không có tốt. Nếu mà tốt thì tạo điều tốt thôi, tại sao có tạo điều xấu? Cho nên ông khẳng định một câu, ông giáo sư ông dạy cho học trò, ông nói rằng khẳng định lại là ông trời là xấu. Thì lúc đó đứa bé nó hỏi vậy, dạ thưa giáo sư, vậy thì trời có lạnh hay không? Quý vị trả lời sao? Theo quý vị, nếu hỏi trời có lạnh hay không, quý vị nói sao? Có không? Trời gì? Trời ok hả? Nói trời ok. Người đang lạnh, quý vị nói trời sao lạnh quá, trời hôm nay lạnh quá. Đa phần chúng ta đều nói vậy đúng không? Mình nói trời hôm nay lạnh quá ông trời, trời hôm nay rất lạnh, trời quá lạnh. Nhưng mà đứa bé nó nói trời không có lạnh. Bởi vì do gì? Do nhiệt độ trong không gian nó ẩm, nó thấp xuống cho nên nó lạnh thôi. Chứ không phải ông trời tạo ra lạnh. Quý vị thấy đúng không? Khi đứa bé nó nói vậy, ông giáo sư này ông cũng thấy, ông ngộ. Nó nói rằng trời đâu có lạnh đâu, mà do nhiệt độ nó bị thấp xuống cho nên nó lạnh. Nếu mà nhiệt độ lên cao thì nó ấm thôi, chứ không phải ông trời tạo ra lạnh. Rồi nó hỏi tiếp một câu, vậy trời có tối không? Thì quý vị nói sao? Quý vị nói sao? Trời không có tối, nhưng mà giải thích sao? Do mặt trăng che mặt trời ạ. Do trái đất nó che nên trời tối. Thì khi nó hỏi như vậy thì ông giáo sư cũng nói có trời tối. Thì đứa bé nó nói, nó học trò mà nó thông minh, nó hỏi lại. Nó nói thật ra là do thiếu ánh sáng cho nên mới tối thôi. Nó trả lời một cách rất là hay. Mình thì nhiều khi nhiều người cứ tưởng là trời tối, nhưng mà thật ra là do ánh sáng thiếu cho nên mới tối. Giống căn phòng này quý vị bật đèn lên hết thì đâu có tối đâu. Ban đêm quý vị bật đèn vẫn sáng như thường. Cho nên không phải tối mà do thiếu ánh sáng. Cho nên quý vị cứ đổ thừa tối rồi đi ngủ. Cho ban ngày mà nhiều khi chúng ta tắt đèn tối chúng ta vẫn ngủ được. Mình nói tới ngủ mới nhớ nói cái gì, cái câu gì, cái cô đó cổ than là cái gì, buồn gì cũng qua được mà chỉ có buồn ngủ thì không tha ngày nào. Quý vị có nghe cái đó không? Tức là buồn gì, nỗi buồn gì cũng có thể qua được, nhưng mà chỉ có buồn ngủ là không tha ngày nào. Thì tại chúng ta cứ đổ thừa tại có trời tối và buồn ngủ. Thì cho nên là từ đó rồi nó mới khẳng định, đứa bé nó khẳng định một câu, nó khẳng định rằng vậy là trời tối trời sáng, hoặc là cái xấu không phải do trời tạo ra mà do con người tự tạo. Thì cho nên ở đây cũng vậy quý vị, cuộc sống này những cái đừng đổ thừa là nói tại hôm nay tâm lý bất an cho nên mình dễ nóng giận. Mình nói rằng hôm nay do tâm lý bất an cho nên tôi đang nóng, tôi đang giận á.
Cho nên nếu mà ai cho tôi 1.000 đô tự nhiên vui liền, quý vị nói tâm lý tôi đang vui nè, phải không? Nhưng mà cái đó tại mình chứ không phải tại tại 1.000, 2.000, 3.000, nhưng mà tại vì mình đắm nhiễm vào đó, mình bị nó cột cho nên mình khổ. Cho nên cái này nghiệp quả đó là các vị mà tu tập mà làm chủ được bản tâm rồi, họ tự tại, không có bị những cái cuộc đời này làm lôi cuốn họ, dù khổ nạn hoạn nạn gì cũng tự tại. Nhưng Đức Phật nhấn mạnh cái 10 cái tội ác, tức là những người làm thiện tu tập mà người khác, dù cái đó mình cho rằng là quả trả quả, nhưng họ làm hại người thiện thì vẫn bị quả báo. Cho nên là trong quá trình tu tập, quý vị nhẫn, quý vị nói con nhẫn được 10 ngày rồi, ngày thứ 11 con chịu hết được, là làm quá con phải phản lại. Cho nên cái đó là uổng công tu tập của mình. Cho nên Đức Phật hay nhắc đó, một ngọn lửa sân là đốt cả rừng công đức. Tức là quý vị đã làm thiện để mình chịu chấp nhận, để mình trả nghiệp, chuyển nghiệp của mình rồi. Nhưng quý vị nhiều khi quý vị nói làm quá, tức nước vỡ bờ, quý vị làm quá, quý vị sân giận lên thôi, là tự nhiên cái nghiệp quả nó sẽ không, nó sẽ trở lại mình. Giống như quý vị thấy Ngài Mục Kiền Liên không? Nếu lúc đó Ngài phản lại, tức là Ngài dùng thần thông hoặc dùng thế lực họ đánh lại những tên cướp đó, thì nghiệp quả cứ thế nó kéo mãi luôn, nó không bao giờ hết. Nhưng mà Ngài vẫn chấp nhận, đón nhận, cho nên nghiệp quả Ngài không còn. Nhưng mà nghiệp quả lại trở lại với những cái người kẻ cướp kia. Cho nên mình không muốn, Ngài cũng đâu có muốn đâu. Đâu có muốn là tại vua A Xà Thế tự khởi lên rồi Ngài đi bắt những người đó để đền tội thôi, chứ không phải là Ngài Mục Kiền lên suối, Ngài cũng không bảo. Nhưng mà cái nghiệp quả nó khiến cho, tại vì họ đụng vô cái người tu tập, những người làm thiện, cho nên nghiệp quả họ phải chịu là bị thiêu đốt như vậy. Vậy cho nên quý vị đừng sợ nói nhiều khi con nhẫn quá rồi nó coi thường, nó xem thường. Nhưng mà tới khi quý vị cứ nhẫn, cứ tu, khi mà nghiệp thiện quý vị chín mùi rồi, thì tự nhiên ác nghiệp nó sẽ hết. Còn mà trong quá trình tu tập mà quý vị nói thôi, tu bao nhiêu mà nó cũng cứ hại hoài, cho nên là mình thôi không cần tu để đánh lại cho nó một trận để trả, thì bao nhiêu công đức tu hành mình hết, mất. Cho nên rất là uổng. Thì cho nên cái bài này cũng rất ý nghĩa, để cho thấy là nghiệp quả, gọi là cái gì, cái nghiệp báo nó không cùng lắm, nó dễ sợ lắm. Nhân duyên hội ngộ thời thì quả báo hoàn tự thọ. Thì nhân duyên nghiệp quả ai cũng phải có trong cuộc đời này. Rồi quý vị có ai thắc mắc gì không? À, cái câu kỳ rồi là câu gì quên rồi. À, y kinh diễn nghĩa thì tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự thì tức đồng ma thuyết. Cái này thì quý vị đã từng nghe rồi, nhưng mà để chia sẻ lại. Tức là tất cả những cái gì kinh điển nhà Phật mình phải, nếu mình không dựa theo lời kinh Phật, những cái chân lý của Đức Phật luôn luôn quý vị phải nhớ: nhân quả vô thường, nhân duyên vô ngã. Nếu những cái gì mà đúng với những cái triết lý đó, đúng là kinh Phật nói. Còn cái gì mà nằm ngoài nhân quả, nằm ngoài nhân duyên, nằm ngoài vô thường vô ngã, thì cái đó không phải kinh của Phật. Thì làm gì thì làm, nói gì thì nói, tất cả đều y theo những cái kinh của Phật, là những cái chân lý mà những cái điều chúng ta phải có. Còn nếu mà mình nói ngoài cái đó thì làm sao? Nhưng mà mình dựa theo đó mà cái y như vậy thì oan cho Phật, làm sao oan quý vị? Ví dụ Ngài nói có những điều mà ngày xưa nó cũng còn phù hợp. Giống như ngày xưa là Phật dạy là gì? Không được uống rượu. Thì ngày này mình có thêm gì? Thuốc. Thì cả thuốc lá, những cái chất mà làm say nghiện nữa. Nhưng mà nhiều người không hiểu, nói Đức Phật không có cấm cái đó, rồi mình hiểu sai vấn đề. Hoặc ngày xưa quý vị nói ngày nay chúng ta xài đi xe hơi đồ nhiều, nói ngày xưa Phật đâu có đi xe hơi, Phật đi bộ. Mình y theo cái đó thì mình nị oan cho Phật. Thời đại này nó khác rồi. Ví dụ ở xứ Mỹ này mà đi bộ biết chừng nào tới. Nói tu mà đi xe hơi không có giản dị này kia, nhưng mà đâu phải, cuộc sống bây giờ nó thời đại như vậy thì phải có đi lái xe mới tới được đây để mới chứ còn đi bộ biết chừng nào tới quý vị. Nói ngày xưa Phật tu ngày chế giản dị thôi, chư tăng ni người tu chỉ có ba y thôi. Nhưng mà ngày xưa là khác quý vị. Bây giờ giống như chúng ta có thể nhiều khi mưa nắng thất thường hoặc là đi nhiều nơi, ngày làm như vậy để gì? Để chế bớt cái lòng tham. Ngài ba y bụt bình bát để ngăn bớt cái lòng tham của những người tu tập. Nhưng không có nghĩa là chỉ được ba y mà không được 4 năm. Quý vị thấy Đức Phật người ta cúng quá trời, nhưng đâu phải ít đâu, cúng rất nhiều. Những cái y, những cái gì đắt tiền, những cái chiếc vải đắt tiền đều cúng cho Đức Phật.
Ngài thọ nhận để cho các vị đó có phước, xong rồi Ngài ban bố lại cho đệ tử. Chứ nói như vậy là nó ủi Đức Phật dạy chư tăng chứ được có ba y thôi, mà bắt Ngài nhận quá trời luôn. Làm như vậy để ngăn bớt cái lòng tham. Thì cho nên ngày nay nhiều khi mình không hiểu, mình cứ nói hồi xưa cho có ba y mà ngày nay các thầy, các sư may quá trời. Thì quan trọng là gì? Là đừng có đắm nhiễm vào những cái vật chất đó là được. Nên mà y theo những cái Phật mình hiểu, mình hiểu một mặt thì nó không phải, đó là oan cho Phật. Giống như quý vị Đức Phật dạy trong đó, ngài một niệm Quan Âm, nếu mà ai gì niệm danh hiệu Quan Âm nhảy vào hầm lửa thì lửa không thiêu đốt, mà quý vị nó con niệm 100 biến con nhảy vào nó cháy mất, nó phỏng luôn. Vậy là Phật nói không đúng, như vậy không phải. Phật nói như vậy có nghĩa là mình phải đạt tới tu tập có một cái mức định cao kìa, chứ không phải nói ngài nói niệm 108 biến con đủ 108 biến mà sao con thò tay vô vẫn bị phỏng. Tại vậy là ngài nói sai, cái ý đó là khác. 108 biến là con số tượng trưng thôi, mà phải có cái sự định, đạt tới cái đại định thì quý vị mới dám bỏ tay vào lửa. Mới có 108 biến chưa phải, đó là y kinh diễn nghĩa thì tam thế Phật oan. Còn ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, tức là những cái gì quý vị nói, quý vị thực hành mà rời khỏi giáo lý của kinh điển, tức là không có đúng với luật nhân quả, không có đúng với lý nhân duyên nghiệp báo, rồi gì nữa, vô thường vô ngã, thì cái đó là ma, không phải là kinh Phật. Và cái ý là như vậy. Rồi quý vị hết thắc mắc ha. Bây giờ chúng ta nghỉ chứ quý vị qua cúng chư hương linh, rồi sau đó quý vị ra dùng cơm.